đây. Đây đây đây. Ngon không chồng? Ngon ngon ngon. Nhất anh con chị Giang á chồng. Vừa mới ly hôn xong rồi. Thế mà bây giờ là đùng đùng tìm mọi kế mọi cách để quay lại với vợ cũ. Buồn cười bọn này thế. Cứ nói thẳng ra đi nhỉ. Cứ lòng va lòng vòng. Đời này đã quá mệt mỏi rồi. Sống với nhau mà chả nói thẳng. Suốt ngày dò ý dò tứ như dò mìn ấy chồng ạ. Có không giữ xong rồi mất lại đi tìm. Này vợ này, vợ chồng mình ấy cứ đi quan sát thiên hạ rồi rút kinh nghiệm cho chính mình. Cho nên hai vợ chồng mình phải yêu nhau hơn, gắn bó với nhau lâu hơn nhỉ. Em yêu. Mãi yêu tình yêu của anh. Chút chút. Bố mẹ chút chút đi. Thôi. Chút đi. Và vần. Này này này. Năm nay là cái bánh to hơn năm ngoái đấy nhá. Bố đánh trống lảng đúng không? Nhưng mà bố nói đúng rồi đấy. Năm nay con đi làm rồi mà, bánh phải to hơn năm ngoái chứ. Cảm ơn bố mẹ vì đã gặp nhau và sinh ra con. Con gái yêu. Này ra cắt bánh nha bố. Dạ vâng. Cắt bánh, cắt bánh. Anh ơi, à, em cũng có quà cho anh. Quà? Ừ. Cái gì đấy? Mở ra đi. Ôi. Cái này xịn, cái này xịn. Màu nâu anh thích nha. Quả này á, mùa đông là chân không lạnh rồi. Cảm ơn vợ yêu của anh. Cái gì? Ôm à? Chơi luôn. Quá. Được ngay, con gái. Dạ. Ra đây, ra đây. Hai mẹ con có luôn. Đây nha, là có quà cho cả gia đình mình luôn. Than 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 than. Bố xăm ấy hả? Ngạc nhiên chưa? Rồi ôi, trông mắt tròn mắt dẹt hả? Dán chứ gì. Đâu? Đang rát mới làm mà. Được, 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 được không? Được không? Hai xăm cho bố đấy hả? Ê, được không, được không, được không? Bố xăm chữ forever đúng không? Đúng rồi, family forever. Có nghĩa là gia đình mãi mãi bên nhau. Sai chính tả. Sai chính tả. Cái gì? Sai đâu? Đây ạ, cái chữ R này á là phải đằng sau cái chữ O. Chứ đây là nó thành ngờ. Forever bố ạ. Forever. Thế bây giờ forever thôi cũng là mãi mãi bố ạ. Forever, forever cũng được. Ôi, anh đi đâu đấy? Ra ra ra. Ok. Anh ơi em xin lỗi anh mà. Ôi, anh này. Em đã bảo là em nhớ mày, rồi mà. Ôi kìa. Mày cứ em lại. Xin lỗi rồi mà. Anh làm sao ấy nhở? Mày. Anh Lâm ơi cứu em. Mày thậm tha đậm rụt mày cướp khách của tao nói tao cứu à? Bao nhiêu tình đi anh ơi. Đúng rồi, hôm đó còn rủ em xăm cờ caro ở trên lưng tiếp cơ. Chưa thành tài mà đã đòi kiếm tiền. Chết chưa mày cha? Dạ không. Của em. Này tị tinh này. Mày thằng ô này chạy đi đâu, chạy đi đâu. Chạy đâu mày, chạy đâu. Mày xăm cho tao thế à? Mày quay mặt vào đây, mày tưởng mày đi kiếm tiền đó, mày ngửi đi. Cái mày xăm cho tao chẳng tan đâu. Hạnh phúc gia đình mày xăm thế à? Thôi mẹ kệ đi. Đáng đời đi, ai bảo anh ấy xăm sai chúng ta. Kiếm biển giống hình, chấm ban của ta mới đấy à hả? Thôi, đau rồi đây, đau. Em là thầy nó, em sẽ chịu trách nhiệm cho. Cái này... Được không? Được. Đẹp mà. Sửa đơn giản. Mày còn đẹp mà. Ôi, sao nó? Đau đấy, đau đấy. Mày đã ngu được bà thủ à, hả? Đau đấy. Tay em còn làm nghề, anh à. Ta là cũng bẻ thôi đấy. Chưa, chưa. Đi quét sân cho cả xóm một tuần. Nôn tiền ra giả cho anh đi. Được đây. Tôi quét sân thì em quét được. Tiền anh bảo em tiêu hết rồi. Mày đi. Thế thì mày quét thêm một tuần nữa. Hai tuần. Đúng rồi đấy. Cho quét sân hai tuần đi. Đáng đời anh ra. Thôi. Mọi người ăn bánh kỷ niệm ngày cưới bố mẹ em đi ạ. Làm gì mà nóng thế. Thôi. Phần rè. Mọi người ăn bánh. Rè. Cái gì mà rè. Động mà trông. Đẹp mà. Mà cứ thích đẹp. Thôi hôm nay là ngày vui của vợ chồng mình. Chồng cáu làm cái gì. À, nhân ngày vui của anh chị. Em xin có câu thơ tặng anh chị. Lại thơ. Vâng.
cho anh chị già người già tóc già râu. Mày chúc hay là mày ám đấy? Em chúc già người già tóc già râu, tâm hồn yêu thương còn lâu mới già. Được. Tình cảm ngày một mặn mà, đẻ thêm vài đứa xóm trọ thêm vui. Khỉ. Em không đồng ý đâu nhá. Bố mẹ em là chỉ có một mình em thôi. Nhỏ con là nhất nhất chứ. Rồi. Này ăn đi. Đây. Tha cho mày đấy nhá. Đây. Cho miếng bánh. Em xin. Sau xăm cho nó đẹp vào nhá. Ui. Em xin.